Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi game kinh dị, một tựa game khá giống thứ sáu ngày 13. Mình không hay để cho bạn chờ lâu, tại cái bước 1 là hướng dẫn thôi, mình đã chơi rồi. Mình đã qua tới vòng 2 rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái game này có ra nó chơi là như dưới lòng đất vậy bạn. Cái này cũng đau nữa. Sao mà nó thấy gì rồi chạy lại lên. Lấp 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 lấp. Xong cái level 2 là sẽ tiếp tục với level 3 thôi. Quảng cáo. Tiếp tục nha. Mình không biết là cái game này có mấy bàn nữa. Mình sẽ chơi đại thôi. Sau nhé, năm xin xin lão, mình đặt lên mình đặt xuống, anh chị nó gớt đè mình, chống 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 chống, trời ơi. Chị nó gắn người tôi nó gỡ thôi. Nó là gắn đẹp luôn. À đụng sát chết cái này. Sát nhau rồi. Rồi 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 rồi.
sợ sao á, mình la lên vậy đó. Lúc mà biết sếp ăn đâu rồi, sếp ăn chứ không vừa, tại mình chưa la, mình chưa làm gì chứ. Máu đỏ là coi như là mình bị gì mà con mình bị gì. Thằng kia bị đập bể đầu mà sao nó dãy dãy vậy ta, còn dãy dãy rồi hay thiệt, giờ nó ảo kinh hồn, chùm bao đập bể đầu chết, má rồi nhỉ. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng clip tại đây nhé bạn, tập sau thì sẽ chơi tiếp nha.